một tuần rồi Vạn Thịnh Phát Realty chưa lên nhà đẹp cho anh chị chiêm ngưỡng. Lần này Trân và anh Hiền sẽ bù cho mọi người một căn nhà siêu xinh, nhỏ nhắn, ấm cúng. Nhà nằm ở một hẻm nhỏ trên đường Tây Sơn, hẻm thông ra được đường Thành Thái. Mọi người khoan hãy bấm nét nhé, hãy tiếp tục theo dõi để khám phá căn nhà này đẹp như thế nào và giá bán mong muốn của chủ ra sao. Chắc chắn mọi người sẽ bất ngờ đấy. Ngôi nhà này thì anh ấn tượng nó có diện tích đó là hơi nhỏ một tí, ngang chỉ có 2m7 và dài là 13, và tổng diện tích sử dụng của Úc và được cấp là 35,5m2. Và Trân biết sao không, là tổng diện tích sử dụng của nó tới 120m2 lận, rất là tuyệt vời đúng không? Như em được biết đó là nhà này như là nở hậu đúng không anh Hiền? Đúng rồi Trân ạ. Nở hậu là 2m9 lận, tức là đầu 2m7 và đuôi sẽ là 2m9, và anh chủ nhà này là tự thiết kế luôn nên là ngôi nhà cực kỳ tâm huyết của anh, mà để mà ở nên là về móng và tất cả các thiết kế nó đều rất là kiên cố, và nhà này được xây lên tầng nhé. Xây lên tầng, hình như em thấy là anh em mình hơi bị cái duyên với những cái nhà là tầng đúng không? Thường thì nhà mà được thiết kế xây lên tầng á là cái không gian của từng phòng nó sẽ rộng và thoáng hơn rất là nhiều, và nó sẽ tối ưu rất là nhiều về diện tích đúng không anh ha? Đúng rồi, thì cái nhà khi mà nhà xây lên tầng rồi, khi mà mình vào á là rất là rộng. Ok, vậy bây giờ anh em mình cùng khám phá ngôi nhà này như thế nào nhé. Đây là không gian phòng khách của ngôi nhà, tuy nhỏ nhưng mà rất là ấm cúng. Nếu mà anh chị thấy rằng khi mình sở hữu được ngôi nhà như thế này, người về bạn bè là mình có thể ngồi ở đây này, mình trò chuyện, và đặc biệt ở không gian phòng bếp thì được tách biệt ra hoàn toàn, tạo cái cộng không gian cảm giác riêng tư hơn. Điều đầu tiên khi anh chị tới không gian phòng bếp này, anh chị có thấy được cái gì không ạ? Thấy một gam màu gỗ cực kỳ đẹp đúng không ạ? Chủ nhà tặng luôn cả tủ bếp trên, tủ bếp dưới, và điều đặc biệt nữa sẽ là kho bếp từ luôn ạ. Tiếp đến chúng ta sẽ đến với những căn ngủ đầu tiên. Vì bề ngang nhỏ nên chủ nhà muốn tối ưu được chiều dài, giúp không gian của mỗi căn phòng được rộng rãi, cao ráo và thoáng mát hơn. Mỗi căn phòng diện tích thoải mái để mà đặt giường, nằm, tủ, bàn học hay là bàn làm việc. Và đặc biệt là mỗi tầng đều có nhà vệ sinh riêng. Như anh chị chủ nhà đây rất là tâm lý nha. Việc thiết kế của mỗi tầng đều có nhà vệ sinh này rất là hữu ích sau này luôn á. Muốn lười cũng không lười được anh chị ạ. Anh chị tận dụng không gian tầng thượng để mà mình làm sân phơi đồ ở phía sau, có một cái hướng là cực kỳ đẹp, đó là hướng đông nam, và nó nắng vào buổi sáng và luôn luôn mát vào buổi chiều. Với cái hướng đông nam này thì cái việc mình phơi đồ á là nó sẽ nhanh khô hơn rất là nhiều nha. Mà em thấy là ở không gian này anh chị làm lưới B40 nè, thoáng hơn anh ha. Mà khi mà Trân biết làm sao không, khi mà phơi đồ mà trời mà gió hay là gì á thì đồ mình cũng không có bắn ra bên ngoài làm mất đồ nữa. Hiện tại là Trân đang đứng ở cái hướng này cho nên nó cực kỳ mát luôn. Rất mát luôn á. Mà em thấy ở trên cái tầng là đây nè, là anh chị có đang vườn hoa. Mình cùng đi khám phá sân thượng nha. Khi mà vào đến ngôi nhà của anh Nhật chị Phương á, Trân đặc biệt mê cái không gian ở trên sân thượng. Đây là hướng Tây Nam nha, anh chị tận dụng cái hướng này để mà trồng hoa, trồng rau. Rau xanh được phát triển rất là tươi tốt luôn. Cái này là anh chị mua nhà sẽ được tặng nguyên sân vườn luôn đó. Em cứ nghĩ cái cảm giác á, mỗi ngày hai vợ chồng đi làm về ha, lo cho con cái xong rồi mình sẽ lên trên sân thượng này nè, và mình ngồi với cái bộ bàn ghế đá ở đây, và hai vợ chồng cùng tâm sự, cùng thưởng trà với nhau. Mình sẽ chia sẻ và giải tỏa hết những cái mệt nhọc trong một ngày đó, thì cuộc sống còn gì bằng, phải không anh chị? Mức giá là 2.450.000.000 trên với một ngôi nhà như thế này thì anh chị có thấy là quá hời đúng không ạ? Vậy cái ưu điểm đó là gì? Ưu điểm đó là nằm gần trục của Tây Sơn, mà anh chị chỉ cần mất một chút xíu thời gian, chưa tới 5 phút thôi, mình sẽ di chuyển ra Big T này hay là Mega Market nè, mà trung tâm hành chính cũng giống như là bến xe, một bến xe liên tỉnh, một cái nơi cực kỳ sầm uất. Cái thứ hai nữa là về được anh chủ rất là chăm chút
rất là chăm chút về ngôi nhà, nên là cái ngôi nhà còn khá mới, rất là mới luôn. Và cái thứ ba nữa là ngôi nhà được tối ưu toàn bộ cái công năng sử dụng. Và một điều đặc biệt cuối cùng nữa là khi mà anh chị mua thì anh chị sẽ được tặng hết toàn bộ nội thất, cũng giống như là một cái sân vườn cực kỳ chiêu như thế này. Với ngôi nhà như thế này anh thì mình có thể ở được từ 2 đến 3 thế hệ là được 6 thành viên luôn. Nhưng mà nó cũng có một chút xíu nhược điểm là cái bề ngang nó khá là nhỏ. Nó khá là nhỏ nhưng mà anh chủ đã rất là tối ưu về cái thiết kế của mình, là xây thiết kế liệt lệch tầng nên tất cả các không gian của mình trong nó rất là thoáng. Và đặc biệt là mọi người có thấy cái ô của lam, cái ô lam và ô dính trời á, nó làm cho không gian ngủ phòng của mình nó không có bị ngột nha. Còn cái nhược điểm thứ hai á là cái nhà của mình nó nằm ở trong một cái hẻm nhỏ, là hẻm 2.5m, nhưng nó là một cái hẻm có thể thông ra đường Thành Thái nè. Và từ cái hẻm này mình ở phía bên này là anh chị ở sẽ thấy rất là an tâm luôn, tại vì nó gần ngay chỗ công an phường Quang Trung và ủy ban nhân dân phường Quang Trung, nên ở đây cực kỳ là an ninh luôn á. Và từ hôm trước tới giờ á là thời tiết ở Quy Nhơn mình mưa, và mưa rất là lớn, có hiện tượng ngập đường đúng không? Nhưng mà ở với cái căn nhà này là chưa bao giờ thấy hiện tượng ngập đường nha anh. Ừ, quá tuyệt vời luôn nha. Với cái giá mà anh chị chủ đang muốn đưa ra là 2.450 tỷ thì Trân thấy với cái giá này thực sự nó đang ở giá rất hợp lý với thị trường luôn. Tại vì anh chị ngày trước là năm 2019 anh chị mua miếng đất này 1.3 tỷ, và năm anh chị đã xây cái ngôi nhà này lên cũng đã là hơn 1 tỷ rồi về tất cả nội thất luôn, và anh nhập ảnh là dân về xây dựng nữa. Nên là về cái cốt bê tông cũng như là công trình của ảnh xây rất là kiên cố luôn. Như mọi người thấy là rất là tâm lý đúng không? Bởi vì cảm giác của anh chị là mua để ở mà, nên là làm mọi thứ tốt nhất cho căn nhà của mình luôn đấy ạ. Không biết là với anh chị khi mà xem review của căn nhà này của bạn Tịnh Tắc Beauty rồi, anh chị thấy như thế nào? Hãy để lại comment cho bạn Tịnh Tắc Beauty được biết nhé. Đừng quên thả tim và nhấn nút subscribe ủng hộ kênh cho bạn Tịnh Tắc Beauty. Anh chị có vấn đề về thắc mắc hoặc là nhu cầu đi xem ngôi nhà, hãy liên hệ ngay với bạn Tịnh Tắc Beauty. Và Tịnh Tắc Beauty rất vui, rất sẵn lòng hỗ trợ anh chị 24/7. Trân Vạn Hiền rất cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.